cho các bạn ha. Hôm nay mình nhận cái bo Mitsu Electric ha. Bo này bo đời mới nha các bạn. Hiện tại cách thợ nói thì bo này báo lỗi. Giờ mình thử ha. Đây các bạn, chớp đèn hai đèn ha. Đó. Thì thợ nói là mặt lên thì nó chớp hai đèn vậy nè. Quạt không quay ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra thì nó hư phần nào ha. Cường lấy nhắn to cường đánh mình trước cho nó quang quận đi rồi lấy với mình đó. Rồi. Đây mình phát hiện một con điện trở 122. Đây mình. Con điện trở RR1 ha. Con này là thôi. 221. Và 220 ohm. Chở 220 ohm này con điện trở này mình thấy nó bị oxy hóa cái đầu các bạn, nó bị tan cái đầu, mình chấm mà nó không dứt, mình sẽ tiến hành mình thay một khác. Con này 220 ohm R1. Tình trạng là máy chớp hai đèn, chớp hoài nha. Chớp hoài không báo lỗi. Nhưng mà báo lỗi mà nó chỉ chớp hoài. Còn thường nó chớp thì nó ngưng lại thì nó mới có lỗi. Đúp cái đường
xịt. Rồi bây giờ mình thử lại. Thấy không? Nó lên một đèn vạch vậy. Tắm tắt, tắt ok, mở. Rồi, bo mình chạy vậy đó ha. Thì cái bo này nó chỉ lỗi cái con điện trở này thôi, nó bị oxy quá, nó tan thôi, nó không có đóng xuống đây được. Trên này nó không đóng xuống đây được. Này của thợ điện lạnh này lại cho mình nha. Thì thợ Thành nói là đã đúp đúp cái sợi dây cái này lại rồi, cắt cái sợi dây đấu đấu lại luôn mà nó không được ha. Thì mình kiểm tra thì điện trở này đã bị oxy quá, mình thay điện trở R1 ha. Các bạn thấy không? R1 ha. Đó. Thì qua đã chạy nè, hết nó hết nhé, hai đèn tắt được rồi, mở được rồi. Rồi ok ha.